48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, Robert Green và Joe Efe Nguyên tắc 35 Chọn đúng thời cơ, đừng bao giờ ra vẻ vội vã vì như thế chứng tỏ ta không làm chủ bản thân, không làm chủ thời gian, luôn tỏ ra kiên nhẫn, như thể biết trước mọi việc sẽ diễn ra theo ý ta, hãy phát hiện thời điểm thích hợp, đánh hơi được thời thế, được xu hướng nào đưa ta đến quyền lực. Hãy biết thoái bộ nếu thời điểm chưa chín muồi và biết dáng đòn sinh từ khi cơ hội tới. Nguyên tắc 36. Phất lờ những gì ngoài tầm tay. Thừa nhận một vụ việc còn còn tức là làm cho nó hiện diện cụ thể hơn, càng chú ý đến kẻ thù, ta càng làm cho nó mạnh thêm. Một lỗi đáng ra chỉ nhỏ xíu và khó thấy, nhưng khi ta cố gắng sửa chữa thì nó lại thêm phần tồi tệ và thu hút sự chú ý của mọi người trong cuộc sống. Nhiều khi ta nên để yên mọi việc, một khi không thể có được điều gì đó, tốt hơn ta không nên quan tâm đến nó nữa. Càng ít biểu lộ sự quan tâm, ta càng tỏ ra ở thế thượng phong. Nguyên tắc 37, tạo ra sự hoành tráng, hình ảnh hoành tráng và động tác cao đạo sẽ tạo ra vầng hào có quyền lực, vì ai ai cũng đáp ứng. Hãy tổ chức những màn hoành tráng cho người xung quanh thấy, với hình ảnh sống động, biểu tượng rực rỡ làm tôn vinh sự hiện diện của bạn. Lóa mắt vì những cảnh tượng ấy, sẽ không ai để ý xem bạn đang thực sự làm gì. Nguyên tắc 38, nghĩ theo ý mình, làm như số đông, nếu muốn chơi nổi bằng cách đi ngược lại thời thế, phô trương những ý tưởng trái quy ước và phong cách khác thường, thiên hạ sẽ cho rằng bạn muốn gây chú ý và bạn trịch thượng, họ sẽ tìm cách trừng trị vì bạn làm họ tự ti. Tốt hơn bạn nên theo xu thế chung, chỉ chia sẻ nét độc đáo với những bạn bè bao dung và những ai chắc chắn thưởng thức được nét độc đáo ấy. Nguyên tắc 39. Đục nước béo cò. Về mặt chiến lược, cảm xúc và sân hận hết sức phản tác dụng bạn phải luôn bình tĩnh và khách quan. Nhưng nếu có thể chọc cho kẻ thù nổi giận trong khi bạn vẫn giữ được bình tĩnh thì rõ ràng bạn được rất nhiều lợi thế, hãy làm cho đối thủ mất quân bình. Hãy tìm cho ra khe hở trong tính cách của họ để chọc vào, xem như bạn nắm quyền điều khiển. Nguyên tắc 40. Làm chủ đồng tiền, sự hào phóng chiến lược. Quà tặng miễn phí là quả nguy hiểm, thường chứa đựng một cạm bẫy hoặc ngụy trang một món nợ. Điều gì đáng giá thì cũng đáng đồng tiền, phải biết trả tiền để đừng mang ơn, không mặc cảm và khỏi bị bịt. Và kẻ khôn ngoan thường trả đủ tiền, nếu bạn muốn được thứ tốt nhất thì không nên trả rẻ, hãy chi tiền rộng rãi để cho đồng tiền luân chuyển, vì sự hào phóng là dấu hiệu quyền lực và thu hút quyền lực.